Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một trận đấu tuyệt đỉnh giữa rồng và chim, chim lửa các bạn. Như các bạn đã thấy trên màn hình thì có rất nhiều những con ba có khả năng gọi ra được con ba trong trắng mắt xanh. Các bạn thật chú ý nhé. Đây là những con ba có khả năng gọi ra con ba trong trắng mắt xanh cực kỳ nhanh. Cực kỳ nhanh và cực kỳ hiệu quả tới các bạn. Con trong trắng mắt xanh đã bị con ba bảy không đấy xóa đi. Nhưng không sao. Với con đỏ quá nhiều những con bài có khả năng gọi ra được những con rồng. Các bạn nghĩ rằng là Haga đã chịu thua chưa? Chưa, vì bên kia là chim thân nha các bạn. Rồng thân với lại chim thân. Đây là con bài đá cổ truyền thuyết, một con bài có thể nói là đồ hiếm cao nhất của đất rồng. Cáo thì có năng đẩy một con bài trở về tay, tất cả nó cũng trở về tay. Các bạn thấy con bài đã cổ kia lợi hại không? Nó gọi lại con rồng này. Và con rồng này khi có một con bài trong trắng mắt xanh trên tay thì nó sẽ được triệu đặc biệt được. Bên kia chim thần cũng không hề thua kém. Con chim lửa lại quay trở về. Và các bạn biết là khi con bài chim lửa quay trở về, nó sẽ phá đi tất cả quái của cả hai bên này các bạn. Các bạn lại một lần nữa gọi con chim kia. Mà nhân ngư vô. Các bạn đã quyết định hủy tất cả rồng để triệu con bài mà nhân ngư vô. Nhưng vậy đó sai lầm rồi các bạn. Con cáo cặp đối cáo này cực kỳ lợi hại. Một con cáo có khả năng đẩy bài của đối phương tới với tay. Và một con cáo có khả năng là chuyển đổi cung thủ của đối phương. Một cặp đối cáo rất lợi hại. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn một trận đấu tuyệt vời giữa rồng thân và chim thân. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha.